National ga Come on. không mà đi vòng vòng á. Tối nay giới game tiếp à, chỗ này là giới game nữa, đi vòng nữa. Cái bờ mấy thằng ấy là nó quất hết, hôi của là quất hết. Huấn luyện hết rồi nè, giờ đưa quân đội ra là chùm. Đội mà lần qua nó quất liền chết là năm sắc hàng. Chào cả nhà thân yêu. Hôm nay trở lại Minnesota, một cái tin rất là táo bạo luôn. Vì mình đi California ở đây biểu tình quá cả nhà ơi. Giờ đóng cửa mấy miếng dán rồi hết, giờ mới đi shopping giờ khác lạ luôn. Rồi quay cả nhà xem nha. Giờ coi nè. Oh my god. Đó, giờ là bạo loạn quá. Sau 11 giờ là ở đây giới nghiêm nha cả nhà. Quay cả nhà coi nữa coi nè. Mấy nhà băng Bang America nè, hay là những cái we open. Đó, đóng cửa, đóng dán hết. Oh my god. Đó, sợ đó. Đóng dán hết luôn nha cả nhà. Oh my god. Dạ, thấy không? Giờ là bị gọi là scary luôn rồi, quá trời luôn. Bên nhà băng bên này nè, nhà băng TCF đóng cửa luôn. Oh my god, đóng dán hết chứ lộn. Vẫn mở nha cả nhà, nhưng mà dán rồi đóng lại hết nha. Tại vì Minneapolis nghe chỗ của mình ở nè, Brooklyn Park nè, biểu tình ở mấy cái Wells Fargo rồi là cả nhà thấy không, đóng dán hết luôn rồi. Oh my god, đi con tuần về thay đổi quá đó. Này là ngân hàng nè, TCF Bank nha, vẫn mở cửa nhưng mà đóng dán hết á. Ta sợ đó, sợ bị cướp. Bó tay luôn. Oh my god, ghê quá. Bên này mới con tầng thôi nè, nhà hàng giờ đây là cửa kính là đóng dán lại hết á. Bây giờ flywood nè, đóng dán giờ nó lên mắc tiền lắm nha cả nhà. My Lord. Bên kia nữa nha. Wow, business ở đây là bị đóng dán lại hết rồi, sợ bị đập kín á. Sau 11 giờ giới nghiêm. Okay. Báo cáo cho cả nhà thân yêu. Dangerous quá, rất là nguy hiểm nha. Tối cả nhà đừng có đi ra ngoài nha cả nhà. Tối nhớ đừng đi ngoài đó. Đối diện cả nhà đó, ở bên kia nè, đóng dán hết rồi. Bên này nè. Sun Food bên này đó, nhà thấy không? Dán là đóng hết nè. Wells Fargo, nhà băng của mình nữa nè, giờ cũng đóng dán luôn rồi. Oh my god. Thấy không? Bây giờ là nguy hiểm quá. Tất cả các nhà băng ở đây là khu này nha, là dán đã đóng lên hết vậy đó. Bên này coi, sợ đó. Sợ bạo động này nó đóng dán hết cả nhà thấy chưa. Trời ơi, Warren nữa nè, lấy thuốc mà giờ cũng không được luôn nè.
hết nói nổi không, đóng dáng luôn cả nhà. Ôi trời ơi, buồn làm chi tôi ơi. Thì đi vô trong cả nhà, giờ anh lấy thuốc cũng được luôn, giờ phải đi vô trong rồi, nó retro rồi, retro nó bị lóc luôn, đóng dáng là luôn rồi. Bây giờ phải đậu xe vô trong lấy Warren. Bây giờ khổ quá. Ai vô? Giờ dán nó đóng hết rồi. Vẫn vô vẫn mở bình thường. Đóng. Rồi lấy thuốc. Warren. Mà dán đóng dán luôn. Quyết khuyến cáo cả nhà sau này đừng có 10 giờ. 9-10 giờ đừng ra đường nha cả nhà. Nguy hiểm nha. Nhất là những phụ nữ với trẻ em nè, cấm nha. Sau 7-8 giờ sụp tối là đừng có ra thôi. Giới nghiêm là 11 giờ nha. Nhà cẩn thận. Ôi, đóng cửa luôn. Wow, dữ thiệt chứ. Đóng dán rồi luôn cả nhà. Ghê không?